Vâng, em xin chào các anh. Đấy, hôm nay em tiếp tục đây tổng hợp cho các bác ba cặp loa đời V nhá. V3, V5 và V7. Series loa đời V. Tất cả các đời V này thì nó đều là dòng loa màng giấy gân mút xốp có phân tần ở bên trong. Đấy, củ loa là củ loa tép là củ từ kép. Đấy, chép đom. Bát thì là bát từ kép và được bọc từ chống nhiễu nhé các bác nhé, từ chống nhiễu. Đấy. Thì những cái dòng loa này thì là để nghe các cái dòng nhạc bolero, nhạc vàng mà cần cái bát nó mềm. Đấy, thì đây là những cái dòng loa đáp ứng rất tốt cái điều đó các bác nhé, và cái giá của bọn này bây giờ nó cũng rẻ thôi, nó chưa đến 1 triệu một đôi đâu. Để mình nghe nhạc ghép với các cái loa mini rất là, các cái cục mini rất là ok, hoặc là mình ghép với các con âm ly để mình nghe nhỏ nhẹ. Đấy, thì nó rất là ok các bác nhé. Này, đầu tiên bên này là một đôi loa V3, đời V3 nhá, đời V3. Thì V3 này nó sẽ có 3 đời là V3, V3A và V3X. Thì nó sẽ thiết kế gần như là tương tự nhau, chỉ khác biệt nhau một chút về màu sắc. Ví dụ như V3 thì nó sẽ là màu vàng cam, V3X nó sẽ là màu vàng quả lê ấy, màu vàng vỏ lê các bác. Cái vỏ lê nhưng mà không có cái đốm đen đâu nhá, cái màu vàng vỏ lê ấy ạ. Đấy. Và ở đây này V3X này. Này, V3X này, này màu vàng vỏ lê này. Đấy nhá. Đấy, và đấy V3A thì là màu nâu gỗ cụ như này, hay còn gọi là màu óc chó, màu hình như là có một vài anh bảo là đây là cái màu gọi là màu gì cả, một màu óc chó đấy nhá. Thì đấy, V3 đây, V3 đấy, hàng về các bác thấy là đây mà còn đẹp này, cái càng ok này, óc cạnh ok này đấy. Thì mỗi con này nó sẽ có một cái thiết kế khác nhau và nó sẽ có một cái vẻ đẹp khác nhau nhá. Như con V3A này thì nó sẽ là đây, thiết kế vỏ 100% là vỏ gỗ này. Đó. Này. Công suất của loa là đi 70W trở kháng 6 ohm nhá. Để phục vụ bác nào mà có cái cục mini trở kháng 6 đến 16 thì mình dùng con này ok. Này. Hàng bãi về thì nói chung là con này là đẹp. Còn tất nhiên là nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu này đây. Này, ví dụ đây. Đây, này, đây, nói chung là sẽ không tránh được đúng không? Và thiết kế của con V3 này thì là nó sẽ là cái mặt bát nó được bắt nổi ở trên cái mặt loa như này. Đấy, viền bát nó bắt nổi trên mặt loa này. Đấy, nhìn rất là hay. Đấy. Thì con V3A này thì nó có kích thước như sau này. Chiều ngang loa là 14.5. Loa sâu là 26 cm. Đấy, loa cao là đi 25 cm. Cái này được 26 không nhỉ? 25.5 gần 26 các bác ạ. 25.8 gần 26 rồi nhá. Đường kính loa bát con này thì là 12 nhá. Đấy. Thì đôi này thì em bán là 800. Đấy, bác nào mua alo cho em. Đấy. Tiếp đây là một đôi V5. Mấy V5 nhá. V5 thiết kế khác V3A một chút. Đấy, thì nó cũng là dòng loa nó thiết kế hậu sâu này. Cũng là vỏ gỗ nhưng mà ở trước mặt đây là nó sẽ có thêm một cái ốp nhựa ở bên ngoài như này. Đấy, một cái mặt nhựa ốp ở bên ngoài. Ở trong vẫn là vỏ gỗ nhá, nhưng mà nó sẽ có thêm một cái mặt ốp nhựa bên ngoài để trang trí thêm cho nó đẹp. Đó. Thì đây là con V5. Thì con V3A và V7 này thì nó dùng gân là gân súp mọ, gân mút xốp và là dòng gân béo. Thì với con V5 thì nó sẽ sử dụng là dòng gân gầy nhá. Để các bác nhìn gân gầy này. Gân gầy được, các bác có thể nhìn thấy cái đường gân nó sẽ mảnh hơn. Cái tức là bề rộng của gân nó sẽ ngắn mạnh hơn cái các cái con khác. Đó. Thì đây là một cái thiết kế kiểu khác nhá. Đấy, thì đời V5 nó sẽ khác như thế. Này. Vỏ loa cũng là màu nâu gỗ óc chó. Này. Màu gỗ óc chó nhá. Này. Này. Công suất là đi 70W trở kháng cũng 6 ohm. Đấy. Đó. Bọn này đều là màng giấy các bác nhé, đều là màng giấy gần mút xốp hết. Cái căng loa đây.
Nhìn chung là những đôi loa này nó về nó còn đẹp luôn. Về nằm nhé. Kích thước của loa này. Đấy, chiều ngang là 14.5, chiều sâu là 25.5 và chiều cao đã đi 26.5 nhé. Đấy, đường kính loa bát đó hết người viền ngoài nó sẽ là 12.5. Đấy. Thì đây là cặp V5 này, cặp V5 này thì giá 850 nhá. Giá 850. Đấy. 850 các bác nhá. Đấy, tiếp theo ở đây là một cặp V7 này. V7 thì nó lại thiết kế là cái mặt viền bát nó sẽ được gắn chìm vào trong cái mặt loa như này, gần như là sẽ bằng luôn cái mặt ấy của loa này. Con này nó thiết kế nổi lên này. Con này thiết kế nó sẽ chìm hẳn xuống này. Nó có cái vành nhựa bên ngoài ở đây để cho nó thoát âm thêm này. Đấy. V7 thì nó sẽ hơi khác con V3A ở cái điểm là nó không thiết kế là thông hơi ở đằng sau mà thiết kế thông ở đằng trước nhá. Đấy, V5 cũng vậy, thiết thông đằng trước. Đấy, các bạn có thể thấy thông đằng trước này. Đấy, nó chia nằm một trái một phải nên là nó sẽ làm theo kiểu tính thẩm mỹ thôi. Vì tính thẩm mỹ thôi nên nó sẽ một bên nó khoét lỗ bên này và nó khoét lỗ bên này. Đấy, để phân biệt trái phải. Đấy, còn V3 nó sẽ không phân biệt trái phải nhé. Đây là ê căng của con V7 này. Đó. Kích thước của loa thì là chiều ngang là 15, đấy, chiều sâu là 25.5, chiều cao là đi 27 các bác nhé. Đấy, đường kính loa bát nó hết viền bên ngoài nó sẽ là bát 13 thì phải. Để viền 13 nhé. Loa bằng giấy gần mút xốp hết. Đấy. Chép đòm từ kép và có phần tần. Đấy. Những cái dòng này thì nói chung là cái tiếng của nó là nó rất là tách bạch và cái bát của anh rất là mềm, mềm như bún luôn. Để nghe bolero mà các bác nào thích nghe rõ lời ca sĩ, tiếng bát nó mềm mềm một tí thì là những con này thì nó đâu cực kỳ tốt nhé. V7. Đấy. Đấy, cặp V7 này thì nó là đi là 900 nhé. Thì bác nào mua alo cho em. Đấy, vâng. Đấy thì đấy là bộ sưu tập mà 3 cặp loa đời V. Tất cả các series từ V3 cho đến V7 là đời kịch của kịch số của đời V nhá. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu mua alo cho em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Xin chào các bác. Vâng.